Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Thiên thú hút to handle ăn chay trường giữ dáng nóng bỏng. Francesca Farago từ bỏ thịt động vật từ cách đây 6 năm và nhận thấy cơ thể lẫn vóc dáng tốt hơn gấp ngàn lần. Thú hút to handle là show truyền hình 18 cộng, đưa người chơi lên một hòn đảo cùng những chàng trai. Cô gái nóng bỏng bậc nhất nhưng thử thách đưa ra là không được hôn, làm tình. Vượt qua thử thách này sẽ giành giải thưởng 100.000 đô la Mỹ, khoảng 2,3 tỷ đồng. Mỗi lần đụng chạm, phá luật sẽ bị trừ từ 3.000 đô la Mỹ. Chỉ sau vài giờ phát sóng trên Netflix, thông tin của dàn sao chương trình này nhanh chóng được khán giả săn lùng. Đặc biệt là cô nàng mẫu bikini 26 tuổi, Francesca Farago, người được nhiều chàng trai để ý ngay từ tập đầu của Too Hot To Handle. Cô gái gốc Canada sở hữu nhan sắc quyến rũ cùng chiều cao lý tưởng và ba vòng bốc lửa. Một trong những bí quyết để duy trì lợi thế này của Francesca chính là ăn chay. Trong thời gian ghi hình của Too Hot To Handle, Francesca đã yêu cầu riêng đầu bếp giúp cô duy trì chế độ ăn này. Chúng tôi có một đầu bếp riêng của chương trình và anh ấy rất tuyệt vời. Trong khi anh ấy làm món bò, beef, Wellington cho mọi người, anh ấy vẫn tìm ra cách để chế biến món chay thơm ngon cho tôi như món củ cải, beef, Wellington chẳng hạn. Chủ nhân tài khoản Instagram có hơn 400.000 người theo dõi cho biết cô ăn chay từ cách đây 6 năm và nhận rõ sự thay đổi tích cực của cơ thể. Việc chỉ tiêu thụ thực phẩm gốc thực vật, nói không với đồ ăn nhanh cũng giúp Francesca thấy công cuộc giữ dáng, bảo toàn cân nặng bớt vất vả hơn. Tất nhiên tôi cũng khá hảo ngọt nên vẫn tráng miệng với đồ ngọt vài lần mỗi tuần. Nhất là trong thời kỳ cách ly xã hội như thế này thật khó để không nhâm nhi vài gói Oreo, nhưng tôi luôn cố gắng tập thể dục 3-4 lần mỗi tuần. Francesca cho biết, việc tập luyện tại nhà của người mẫu 9X chủ yếu tập trung vào đùi, cánh tay và cơ bụng. Tôi không nâng tạ nặng, tôi nên thêm nó vào chế độ tập luyện bởi tôi muốn có hình thể săn chắc, vòng 3 nở nang hơn. Tuy nhiên hiện tại ở nhà tôi chỉ tập được các bài toàn thân như vậy kết hợp ăn chay để giữ dáng. Nguồn, báo Ngôi Sao. Ha ha ha, 问什么的索和